Cảnh hai bức tượng Phật trong hang đá bất ngờ mỉm cười ngày 21 tháng 6. Trang S Today đưa tin về hai bức tượng Phật đặc biệt với nụ cười thật tươi trên hai bức tượng. Được biết, hai bức tượng được đặt trong hang đá tại Pháp Kính Tự, thị trấn Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ban đầu những bức tượng Phật trên đều có dáng vẻ trang nghiêm. Tuy nhiên, sau một lần tu sửa đã trở nên hài hước hơn, người dân địa phương gọi là tượng Phật cười. Hang đá tại Pháp Kính Tự tọa lạc trên núi Ngũ Đài hiện có 14 bức tượng từ thời Bắc Triều, Bắc Chu. Các bức tượng Phật to lớn được xếp thẳng tắp, trải qua mưa gió hàng chục thế kỷ đã khiến chúng bị hư hại nặng nề. Hai bức tượng Phật với nụ cười đặc biệt đã khiến dư luận không ngừng xôn xao trong nhiều ngày qua. Sau khi người dân địa phương trùng tu vào tháng 7 năm 2000, hai trong số những bức tượng Phật trên đã mang dáng vẻ như hiện tại. Trước những phản ứng trái chiều trên, rất nhiều người dân địa phương đã trả lời rằng các di tích văn hóa đã bị phá hủy trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Đến gần đây, dân địa phương đã quyết định trùng tu lại và sử dụng sự sáng tạo của mình để truyền tải tinh thần tích cực tự thân đi lên và vượt qua đói nghèo, dù như thế là thiếu thẩm mỹ. Một số bức tượng khác trong hang đá ở Pháp Kính Tự. Ha ha ha,